Hello, xin chào các bạn, mình là Sò đây. Đã 2 tuần rồi chúng mình không gặp nhau trên video của mình nhỉ. Thật là vui vì các bạn vẫn ở đây và xem video của mình. Như thường lệ thì mình xin được than vãn một xíu. Dạo đây thì mình rất là bận, cũng như là sức khỏe của mình thì nó không có được tốt lắm, cho nên là mình không có ra video đều như là thường lệ được. Thay vào đó thì tuần rồi mình đã đăng một cái video đập hộp cho các bạn. Nhiều bạn thì sẽ cảm thấy hơi thiếu bởi vì mình không có lồng giọng nói của mình vào trong cái video này, và cũng như là không có những cái review như là thường lệ. Cái video đập hộp Van Gogh thì mình muốn làm một cái video riêng để cho các bạn thật sự xem chi tiết về màu thôi. Còn cái bài review thì mình hứa là mình sẽ làm và sẽ dành một video khác cho nó với những cái sự trải nghiệm và review tốt hơn. Dạ. Thì cũng đã lâu rồi mình cũng không có ra một cái video mới nào về họa phẩm yêu thích tháng cả. Vì vậy cho nên là mình cũng muốn là để nhiều họa cụ, họa phẩm một chút rồi mình sẽ làm luôn một thể. Vì vậy cho nên là rất có thể mình sẽ làm 2 video về review Van Gogh, cũng như là nó cũng sẽ có mặt trong họa cụ tháng. Đấy, đó là cái dự định của mình. Tuy nhiên là mình vẫn chưa biết khi nào là mình sẽ hết bận rộn để mà mình sẽ thực hiện 2 cái video này nữa. Nói về sức khỏe một chút đi. Như mình đã nói thì mình bị đau lưng khá là nặng, cho nên là tuần rồi mình đã đi khám bệnh và mình cảm thấy khá là may mắn, bởi vì mình chỉ bị viêm cột sống thắt lưng thôi. Vì vậy mà dạo gần đây thì mình cũng hạn chế vẽ hơn nhiều rồi. Cha mình thì cũng đang bị bệnh, cho nên là sắp tới thì mình sẽ về quê với cha vài ngày. Đồ án thì cũng đang đi đến những cái giai đoạn hoàn thiện, và mặc dù là cái đồ án này thì mình không có làm việc vất vả lắm, nhưng mà cái giai đoạn cuối này thì mình muốn hoàn thiện cái bài tập này thật là tốt. Vậy cho nên là đến giữa tháng 6 thì mình vẫn sẽ tập trung hoàn thành hết tất cả những công việc trên. Về cái kế hoạch cho Art Game thì mặc dù nói với các bạn là mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 5 này, nhưng mà bởi vì lý do là mình bận quá cho nên là mình sẽ tạm hoãn lại. Với cả là dạo gần đây thì cũng có rất là nhiều bạn thi cử, cho nên là chúng mình sẽ cùng nhau chờ để mà các bạn có thể thoải mái và tham gia ha. Ok, mình sẽ không có nói nhảm nữa và mình sẽ bắt đầu với cái tranh hôm nay ha. Tranh hôm nay thì mình vẽ trên giấy của Ca Long, là một loại giấy mà gần đây được rất là nhiều bạn ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có một vài bạn review là giấy này nó hơi keo. Cá nhân mình thì cũng là một người đã vẽ trên khá là nhiều loại giấy, và mình cũng đã thử qua rất là nhiều cách tô màu khác nhau trên giấy. Nên là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái cách tô mà mình thấy là ổn nhất trên giấy Ca Long. Tuy nhiên với cách tô này thì bạn cần có khả năng kết hợp màu và kỹ năng vẽ wet on wet. Như là mọi tranh vẽ của mình, đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với màu phối ánh cam, blend phần màu cam ra, và lưu ý là lớp base này nó sẽ không quá nhiều nước. Chờ cho cái lớp base này nó khô thì bạn sẽ tiếp tục với cái lớp base chính. Lớp thứ hai này là lớp base chính, các bạn sẽ phối màu chính thức cho tranh. Này mình gọi là tô màu theo mảng đi. Mình sẽ tô một cái lớp màu đậm coi như là lớp nền luôn, và mình sẽ phân ra từng mảng, ví dụ như là lá sen thì màu xanh, tóc màu đen, áo màu tím, hoa màu hồng, bla bla các kiểu. Khi mà mình đã xác định hết tất cả các mảng màu hết rồi thì mình sẽ bắt đầu tô. Và nếu như mà mình chỉ tô với một cái màu xanh đơn giản á, hoặc là một cái màu tím á, thì tranh nó sẽ bị nhàm chán. Vì vậy cho nên là
Nếu như mà bạn nào xài cái cách tô này trên cái loại giấy mà có cái vân thô thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ đơn giản hơn nhờ nó có cái texture giấy có sẵn. Còn nếu như mà bạn xài giấy vân hot láng mịn như mình hiện tại đang xài á, thì bạn có thể áp dụng các hiệu ứng hòa màu, hiệu ứng muối hoặc là hiệu ứng wet on wet để mà cái tranh trông nó đặc sắc hơn. Khi mà tô thì nên pha màu đậm một xíu với cái nồng độ nước cao, màu sẽ lên giấy nó hơi đậm và nó loang màu tạo cái hiệu ứng đẹp hơn. Màu khô thì nó sẽ để lại cái viền màu trong nó cũng sẽ đẹp mắt hơn nữa. Khi mà bạn tô thì nhớ nhanh tay hòa thêm những cái màu phối cho cái mảng màu nó đẹp hơn, chẳng hạn ví dụ như là mình sẽ phối thêm màu xanh dương nè, màu tím, màu xanh non và phần lá màu sen, màu xanh để mà cho nó bớt đơn điệu đi. Cứ như vậy mà bạn tô hết tất cả các mảng màu lớn bé. Chờ khô hết rồi thì mình sẽ bắt đầu tỉa đắp lớp thứ ba, thứ tư tùy ý các bạn. Tô mảng như này thì theo mình thấy là nó sẽ dành cho những cái tranh đơn giản, nó sẽ tôn màu, tôn cái texture giấy và cái kỹ năng xài màu hơn. Tranh trong thì nó đơn giản, vẽ nhanh mà lại có cái nét đặc sắc hơn nữa. Giấy hôm nay mà mình xài thì không có vân giấy rõ ràng cho nên là cũng không có tôn vân giấy lắm. Nhưng mà nếu như mà bạn nào xài giấy vân brown thì nó sẽ đẹp hơn. Một cái điều mà mình cực kỳ thích khi mà xài nhiều cái loại giấy là mình có thể thử nhiều cách tô màu khác nhau và mình sẽ chọn ra cách tô màu hợp lý nhất cho giấy. Có những cái loại giấy sẽ vẽ đẹp theo cái mảng lớn và có những cái loại mà sau khi khô màu sẽ nhạt dần cho nên là phải pha màu đậm hơn. Những cái loại giấy tô màu cần tô chi tiết, có loại thì khô lâu, có loại thì khi mà màu khô thì nó sẽ để lại viền giấy chẳng hạn, vân vân. Khi mà bạn trải nghiệm mỗi cái loại giấy mới thì bạn sẽ thấy là những cái loại giấy này nó đều có một cái điểm thú vị và đáng để cho bạn tìm hiểu và trải nghiệm. Từ đó thì mình sẽ rút ra được cái loại giấy mà bản thân mình yêu thích và cái loại giấy nào mình không thích. Bản thân mình thì cũng là một cái người khá là không thích các cái loại giấy vân rau. Dĩ nhiên thì rất là nhiều artist xài vân rau bởi vì cái hiệu ứng lên màu nó trông rất là đẹp. Đôi khi cái chất giấy nó sẽ quyết định đến cách tô màu của mình cũng như là những cái gì mình sẽ vẽ trên giấy. Vì vậy cho nên là mình không có một cái nét vẽ nào cố định khi mà vẽ trên nhiều cái loại giấy khác nhau. Nhưng mà cái chuyện mà không có tính ổn định khi mà vẽ tranh á, thì sẽ rất là khó trong việc vẽ commission. Vì vậy là mình đã cố định cái nét vẽ của commission của mình trên cái loại giấy là bao hông. Nên hôm nay mà mình muốn vẽ về chủ đề Việt Nam, tuy nhiên mình không lựa chọn cái trang phục là áo dài mà thay vào đó là áo bà ba, một cái loại trang phục khá là phổ thông ở miền Tây nơi mà mình sinh ra. Lúc mà mình còn nhỏ thì mình vẫn hay thấy bà mình mặc áo bà ba. Cái loại áo này thì đẹp nè, nhưng mà nó lại đơn giản, tôn vóc dáng của những cô gái trẻ cũng như là rất là thoải mái và giản dị cho các bà, các mẹ. Và thường thì phối hợp với áo bà ba sẽ là cái chiếc nón lá, mình vẽ cũng rất là đơn giản thôi. Background mà mình chọn vẽ là hoa lá, cũng không có gì đặc biệt lắm. Vì mình vẽ người Việt cho nên là mình cũng muốn vẽ đầy đặn một xíu thay vì vẽ theo cái style anime quá mức. Ở trên thành phố lâu rồi thì đôi khi mình cũng muốn vẽ một cái gì đó thuộc về quê hương một xíu. Nhưng mà không biết cái tranh này có làm cho các bạn cảm thấy nó gần gũi hơn hay không? Ý tưởng của tranh này thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhiều bạn hay hỏi mình về bố cục nè, background và ý tưởng cho tranh các thứ các thứ. Ý tưởng của mình thì rất là hay, kết hợp những thứ có liên quan đến nhau vào một tranh.
Như cái tranh này thì mình đang vẽ bố cục hình tam giác nè, hoa lá là background và kết hợp ý tưởng từ trang phục áo bà ba, nón lá và hoa sen, rất là đơn giản. Đôi khi các bạn vẽ tranh nhưng mà chưa biết kết hợp ý tưởng lại với nhau, nhưng mà các bạn đừng có suy nghĩ quá xa xôi mà hãy nhìn về những cái gì nó gần gũi nhất mà các bạn có thể vẽ thôi, từ đó thì các bạn mới có thể phát triển lên được hơn nữa. Ok, thì video hôm nay thì mình sẽ nói chuyện với các bạn đến đây thôi. Hy vọng là mình sẽ có thể ra video đều đặn trở lại trong một thời gian sớm nhất. Nếu như mà các bạn thích video hôm nay thì các bạn hãy để lại một like để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới nha. Cũng như nhấn vào nút đăng ký, bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi mà mình ra video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong một video mới sớm nhất có thể nha. Bye bye!